vãi, tắt âm lượng tổng rồi mà vẫn còn tiếng kìa. Ê, anh em mình có nên refund không? Chơi chơi đi, sợ gì các bạn. Trời ơi, cứu. Trời ơi, các bạn lại sợ lắm gì game này. Em tí mà không thấy tôi ngồi trước mặt màn hình đây thì anh em tự hiểu nhá. A à, là quỷ mà sợ gì mấy con ma. Ui dồi ôi, sợ chứ em. Quật 3. Bà ơi, cho bà con bắt chè. Đi làm về trễ vậy con? Bé ăn gì? Nó bắt chè. Dạ. Ngoài cho con tôi cháu không hành nha. Ờ. Chả rén bạn sợ bỏ mẹ à? Ui. Không sống được với nhau thì ly dị đi chứ sao phải giết vợ rồi lại đi. Tiếng hơi nhỏ đúng không? Không hiểu nổi luôn. Từ từ nhá. Để tôi tăng tiếng lên. Là nghĩa trăm năm. Đợi tí, đợi tí. Trẻ bây giờ bồng bột quá. Dạ. May mà nó ra đầu thú ở ngoại. Chứ xã hội giờ sao chấp nhận mấy cái thằng vậy? Từ 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 đợi tí. Đọc nút đã. Bây giờ bỏ qua là đéo được đâu con ạ. Bỏ qua là mất hết đấy. Thế nói thì bé mà tiếng sét to vãi nồi. Ê, game này như tôi chơi demo rồi sao ấy, đúng không? Xác một người đàn ông trong tư thế treo cổ được phát hiện vào lúc rạng sáng ở vòng vườn nhà. Dạo này em khỏe không? Từ hồi đám cưới chị xong là em đi giết không về đó nha. Có cô nào ở Sài Gòn rồi ha? Anh chị vẫn khỏe. Anh Sam ảnh nhắc em hoài luôn á. Nói em về là nhậu một ngày một đêm luôn đó. Bụng chí này bự lắm rồi. Chắc sắp đẻ tới nơi. Em về sớm đi để cháu được gặp ba nha. Nhà mình còn hai chị em à. Về thăm anh chị đi thằng nhóc con. Nhớ em. Bảo là thư. Cái này ma đuổi không các bạn? Tôi sợ nhất là chơi mấy cái trò ma đuổi ấy. Tôi kiểu tôi đéo chạy được đâu ấy. Giật hết cả mình. Ui, cảm ơn cúc cu nhá. Thề, giật hết cả mình cúc cu ạ. Cảm ơn cậu nhiều nhá, thank you cậu. Ai chị ba. Cúc cu. Ui, tuổi trâu này. Trâu nhìn thật đấy. Ê, nhiệm vụ mình là gì? Mẹ bảo đi vào đây điên à? Thề. Bảo tôi đi vào đây khác gì bảo tôi tự tử đâu bé. Fuck, từ nhá. Tôi thử oxy cái. Uf. Anh sợ chứ, anh sợ vai đái ra ấy. Từ nhá. Cho anh thử ấy. Ok, chơi đi. Chạy thật nhanh. Bé ơi, chạy thật nhanh đi. Chạy đi, không có gì xảy ra đâu. Bé ơi. Ê, mày hù ai? Nhì, bố mày sợ mày quá cơ.
Ừ, hay là mình có cách nào mình nhắm mắt mình chơi được không bạn? Ghê quá. Thôi, nó đùa thôi chứ vào game đi, mẹ mà game trẻ con. Mở cửa tao. Mày nhìn gì đây hả? Thằng nhóc con. Ngon đuổi bố mày đi. Ba tháng ba năm 1984 à? Mẹ. Cười đau cái bụng con ạ, thề. Tôi biết ngay kiểu gì tôi cũng hét, mà hét thì các bạn sợ vãi đái luôn, thề. Nhưng mà giật mình thật. Ơ, có gì ở đây vậy? Mẹ cái đèn pin khó chịu thật. Cứ lại gần là tối thui ấy. Ra vườn, ra vườn. Trời, 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 trời. Baby đừng làm anh suy. Baby đừng làm anh suy. Baby đừng làm anh suy. Baby đừng làm anh suy à. Làm anh suy à. Anh chồng của chị đâu mất rồi. No 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 no. Bài thuốc sinh con trai. Trồng cây thuốc mà thầy đã đưa trong vườn, nơi vợ chồng ngủ 32 ngày sau, lấy thuốc thuốc dã thuốc tật nhuyễn. Sau đó cho vào nấu sôi, đưa cho vợ uống liên tục trong vòng 6 tháng đầu tiên, đảm bảo sẽ sinh con trai khỏe mạnh. Thầy tứ. Thầy tứ à? Thầy tứ à? Thầy tứ 2 phút. Thiếu bã thuốc à? Lá thuốc à, phải đi nhặt lá thuốc, bã thuốc à, bây giờ phải đi pha thuốc các bạn ạ. Đi mẹ cửa này đóng ấy mà. Ê, lại có ma trong này các bạn ạ. Mày ngon mà. Thương gửi mình đã 2 tháng từ khi mình mang bầu. Anh nhớ mình lắm. Thầy tứ đã nói con mình sẽ là trai, chắc chắn nó một thằng nhóc khỏe mạnh luôn. Ông bà sảng khoái thằng cháu đích thân này lắm. Bích tốt này lắm. Hết công chuyện anh xin về nhà với mình một thời gian. Hai bà con nhìn khỏe nhá, thương mình, Nam. Tôi thề đi ra kiểu gì cũng gặp con ạ, sợ vãi cứt. Ngày mới này.
Đá thuốc rồi nè. Tối thế. Ồ, mày phải đun thế đéo ra chìa khóa vậy. Ảo thật đi. Tuần sau là anh sẽ về với mình rồi. Con trai tụi mình chỉ còn vài tuần nữa là chào đời. Mình nhớ sử dụng bùa mà thầy Tứ đưa cho gia đình mình nghe. Đây là thời điểm quan trọng, cần phải làm theo những gì mà thầy đã dặn. Con trai tụi mình sẽ không làm thông minh và làm dạ danh họ. Mình nhớ giữ sức khỏe con nghe. Thương mình Nam. Rồi con ma nó dọa mình trong này quá ạ. Thế có gì không? Bùa sinh con trai. Bùa này cực kỳ linh nghiệm. Thầy của thầy chỉ truyền lại cách làm cho nó đệ tử duy nhất. Con hay đốt lá bùa cho vào chén nước và cho con vừa con uống. Tôi lấy lá bùa ấy quan ạ. Kiểu gì ra đây cũng gặp ma. Đóng cửa được không? Chị ơi, được em. Chị gái. Ủa? Trốn à? Chào chị nhá, em đi đây. Mở nhạc Tết Remix á. Nghe cũng hợp lý nhỉ. bật cái nhạc này đỡ sợ hơn các con ạ. Mẹ đã ở nhà mình ngồi thôi chứ. Bật nhạc được không? Nhạc đang hay thề. Sợ quá. Mày tìm đế chế, thằng nào đánh đế chế đấy, đánh với. Các bạn nhìn sợ quá các bạn ạ. Mảnh bát quái à. Càng đi chậm càng sợ á. Mẹ mày thề. Nó phải gay gay cấn một tí chứ các bạn. Kinh nghiệm của tôi ấy là chơi với trò này các bạn phải đi sát tường vào. Bây giờ còn chạy.
ai thử ấy. À, giải đố. À, cái này giống cho ô tô. Yeah, tôi sẽ lấy con người và trở về lỗi đi xưa. À, còn với cái thanh này nữa này. Mày dễ thế. Con vịt nhá. Tôi bảo game giải đố là giải mấy game giải đố với tôi ấy đơn giản, hiểu không? Tôi là chỉ bị kẹt mấy cái trò kiểu tính năng game thôi. Nói chung là thực ra là mấy cái đấy tôi cũng lo được. Chẳng qua là tôi cái gì chơi nhiều ấy, cái đấy chỉ hỏi thôi. Tím. Tím này đúng rồi. Xanh. Xanh này đúng rồi. Đúng nhỉ? Phải đúng thứ tự. Có đổi màu được đéo đâu nhỉ? Vàng này đúng rồi. Đỏ này đúng rồi mày. Ủa? Đúng rồi mà ta. Ủa, thứ tự đúng rồi mà ta. Đúng nhỉ? Tôi chưa hiểu lắm. Thứ tự thì đúng hết rồi. Tự ở đây đúng hết rồi này. Tím tím xuống rồi. Xanh xuống rồi. Nó khác gì ở đâu nhỉ? Vấn đề là mình phải tìm được cái quy luật. Quy luật của cái hòm này. Hay là phải xếp đúng thứ tự nhỉ? À, phải nhìn theo đúng cái hướng này đúng không? Nếu đúng cái hướng này thì thẳng sẽ là như hướng này đúng không? Thì vẫn là chéo chéo xuống. Vẫn là chéo chéo xuống mà ta. À, dừa nhá. À, sao giờ chấm vàng vào ô á. À, mình xoay màu đỏ, đỏ xoay này. Trời ơi. Thật là khó hiểu. Đúng rồi. Không bắt quái rồi, đi thôi. Kiểu lồn cũng bị dọa. Tin tôi. Điệt bài mà ngồi ngay ngắn chuẩn bị ăn. Ngồi ngay ngắn chuẩn bị chết. Chỉ cần uống cái thuốc này, thiên binh sẽ hiển linh hộ pháp.
âm binh sẽ không tạc quái tạc quái nữa đâu. Tạc quái tạc quái. Anh sợ ai lồn nên đéo phải sợ bình thường nữa em. Đúng rồi. Nữa đi con. Giỏi. Bà mụ là ai? Là con gái. Trời ơi, con bé đẹp quá. Cái gì? Là con gái hả? Sao lại là con gái? Sao lại như vậy? Là sao? Không thể được. Không thể được. Anh bị ảo à? Hay là về đây rồi? Thế chiều hòa xanh là cây. Nè, bà mụ kêu đứng đấy được không chứ? Nè, thì sợ vãi lồn đấy con ạ. À. Mẹ. Sợ quá. Để em qua cùng cho anh đỡ sợ. Đây qua đây qua đây. Em nói em gái à? Em gái càng tốt nhá. Từ để anh xem em gái em trai. Ui dồi em gái tuyệt vời. Qua đây em ơi. Sợ quá. Thì mày hay là mình đi fan game ở đây nhỉ các bạn à? Nãy giờ chơi được không phải 2 tiếng chứ ta. Tôi thấy game này cũng chơi được. Ô. Chơi được 8 tiếng rồi này. Sao nãy giờ mới chơi được 8 phút nhỉ? Ê. Sợ quá. Anh sợ vai đái thì. Có hai đường đúng không? Thế giờ vai luôn đấy các bạn. Mà mình đi fan game đây được không? Mai anh phải đảo tiếp nhá. Hề, lại đến cái nhà này. Ba y là gì?
đúng rồi. 9 là 2, 8 là 3, 2 là 4. Ủng hộ Azai chăm chỉ nhất team. Ui, cảm ơn refund kit nhá, thank you em. Cảm ơn em nhiều. Ui, địt mẹ mày có lừa các bạn ạ. Ơ, nãy giờ mình có đóng cửa này đéo đâu. Sao mù vậy? Ơ, the fuck? Về đi chải tóc cho ai vậy? Sợ vai lùn các bạn thề. Ờ. Thầy ơi, cứu con, thầy ơi. Cho con phá đảo đi thầy. Chắc chắn thần linh sẽ phù hộ. Giờ như vậy, để thầy ráng làm phép giúp đỡ hai vợ chồng bay. Ha. Đây, cứ làm theo cách này. Mày nhớ, đừng có cho vợ mày biết nha. Vợ mày nó cần nghỉ ngơi. Mẹ thầy ơi, sợ quá thầy ơi. Con đại mẫu thầy ơi. Con cầm không nổi đèn pin thầy ơi. Thực nhi quỷ Cao Hiền. Thực thi quỷ à? Cao Thiên Tổ Quốc. Binh lửa muôn năm, dân oán thấu trời, có vị quần chủ tu luyện tà pháp, lùng bắt cô nhi, uống máu ăn thịt, sau bị oán linh chi phối, tẩu hỏa nhập ma, chuyển sinh thành tà vật, hình trạng quái dị, da thịt thúi lát, không chân không tay, đi trong hư không lùng bắt con nít mà ăn, dân gian gọi là thực thi quỷ. Thực thi quỷ hoành hành mấy trăm năm, ăn hơn nghìn người. Sau đó cấm Sơn có vị pháp sư đến tìm thu phục, từ đó dân gian không thấy nữa. Ô, 3, 4 à?
có tiếng nhạc nổi lên nhỉ? Hóa giải vong theo. Cái này gợi ý này. Hình như nào nhỉ, quên mẹ ơi. Đúng rồi, hình này đúng rồi. Hình 2 đúng rồi. Ba bộ ba hai đúng chưa, đúng rồi mà. Hai số ba ở giữa, một cái ngóc ở giữa, hai số ba ở giữa. À. Sợ quá. Ui, tôi có dao. Con dao này. Ui, đúng là nó rồi. Thế là hôm nay không chơi set go không mở được dao thì hôm nay tôi mở dao trong game vậy. Sao hai vợ chồng đó tin ông thầy quá ha ngoại ha. Ông chữa bệnh cho bà con trong xóm, làm phép cũng linh nghiệm lắm, ai cũng nghe theo rầm rắp hết á. À, rồi sao nữa ngoại? Tối hôm đó ok thì ngoại kể chuyện là được rồi, cần gì phải hình dung như này nhở. Thề ngoại ơi là ngoại. Ủa em biết đi nào, bé lên bà bé vào mâu dao, cô thương bé vì bé không biết đường nào. Phải xoay xong rồi về khấn nè. Từ nhá. Mình đang ở đây à? Đúng không? Hui địt mẹ phải trốn ngoan ạ. Thôi, tôi đéo chơi được mấy game trốn trốn này đâu. Ghê lắm. Ít mẹ mình thui ra ngoài nó đuổi này. Phải nhìn được ít nhất nó, nhìn được nó xem nó ở đâu nhỉ.
Tức là mình phải thắp từ đỏ trước à? Đỏ, cam, xám. Nhưng mà sao biết con ma ở đâu nhỉ? Con lạy Thiên Linh Thần Tướng phù hộ cho con. Theo đúng thứ tự là được đúng không? Không phải trốn đúng không? Tự làm mình tròn rồi. Thần tướng phù hộ cho con. Tại vì nó có mấy hình trốn trốn nè, tôi nghĩ là nó đuổi mình. Con lạy Thiên Linh Thần Tướng phù hộ cho con. Từ nha, xem lại chắc ở xanh biển đúng không? Hình tròn, hình tròn. Thần tướng phù hộ cho con. Tôi nghĩ đã phải trốn đâu. Có ai đuổi đâu. Tí nữa mà trốn đấy. Con lạy Thiên Linh Thần Tướng phù hộ cho con. Hình như về đây khấn rồi mới bắt đầu phải trốn hay sao. Con lạy Thiên Linh Thần Tướng phù hộ cho con. Ô. Cổ trùng tất sát là một dược liệu hiếm. Ừ. Trốn nhanh nhé. Địa Linh Linh, pháp thời các quản Linh Linh, chiêu dẫn âm binh ngũ quỷ lai, đao dự đao thử pháp thời khai, Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như lục lệnh. Fuck me. Đọc vào con dao này, chỉ một vết xước khiến đứa nhỏ chết ngay tức thì. Tự nó giết con nó, không cần ta phải ra tay. Trái tim đứa nhỏ đó sẽ là của ta. Không được rồi, mình phải ngăn anh Nam lại. Ồ, đây là thư à? Kinh vãi. À, hóa ra bùa này là bùa, không phải là, không phải bùa gì. Đừng có cản anh. Mình xin lỗi. Anh xin lỗi.
dán nữa. Từ nha, tôi đi trốn này. Dán từ đỏ đúng không? Đỏ cái này. Ủa? Bùa. Bùa không dùng được à? Mình cứ lấy theo thứ tự thôi. Đi còn mẹ mày. Ghê vậy. Ba cái tượng rồng rồi. Nhưng phải trốn nữa. Mỗi thùng này sao đi? Không có thùng khác thế kìa. Đèn không tắt được, đèn pin này tự bật rồi. Game lỗi à? Có thùng này. Phải dán đúng rồi chứ. Ơ, nó không đuổi mình à? Ơ, thế là mình dán hết bùa rồi á. Tôi nhớ tôi theo dõi nó được. Cái màu gì đây? Màu cam. Đỏ đi bên này. Đi mày khó gì à? Khó thế nhỉ?
mẹ mày. Cô chui vào đây rồi. Làm gì tao? Nó đi sang trái khó thế nhỉ? Sai nhở? Mẹ đây tổng cháo mà không phải theo vòng tròn nữa mà là theo hình chéo chéo à. Đây đúng không? Đỏ sang xám à? Đỏ sang xám, sang xanh lá, sang cam. Hiểu. Xám này sao đi đâu? Xanh lá ở đâu nhỉ? Xanh lá sông cam. Nó quay lại kìa. Chết cụ mày đi. Phong ấn mày luôn. Hay quá. Thế đi bên nào trước? Không biết đi bên nào trước các bạn ạ. Thế bên nào trước các bạn? Xanh đi anh á. Ok. Đi về đúng không? Hay nó sẽ ra một cái nhà mới? Ở đâu? Xanh đi về.
mình phải nhớ đi đúng màu hay sao ấy này. Vàng. À, đây gợi ý này. Vàng xanh vàng đỏ xanh. Vàng xanh vàng đỏ xanh. Ok. Vàng này. Xanh này. Vàng này. Đỏ này. Xanh. Chuẩn bị chưa? Em chuẩn bị tinh thần chưa? 3, 2, 1, chạy! Ui, đấy chưa có vòng dễ thế á. Cái bước chân nó cứ nặng nề ấy nhỉ. Chắc là có một cái gì đấy. Vào không ta? À, hiểu hiểu hiểu. Thôi á. Cầm đâu mà trả. Anh em cầm hay sao ấy. Thề. Tôi cầm đâu. Là 49 ngày của chị Thư. Anh lo cúng bái xong hết rồi. Đứng trước di ảnh chị mày, anh không thể nào quên cái đêm ấy. Cái ám ảnh anh vẫn còn. Anh không thể sống với tội lỗi này nữa. Xin lỗi chú mày. Nhờ chú trông nom bé Lan. Hy vọng ở thế giới bên kia Thư sẽ tha thứ cho anh. Kiểu dựa trên câu chuyện có thật đấy. Đúng không? Tại vì nếu như mà không thì người ta sẽ vẽ theo nhân vật hoạt hình. Đấy thôi đúng không? Con gái của Nam và Thư được Minh nhận nuôi. Còn lão thầy biến mất không rõ tung tích. À, thấy thương quá ha. Thôi,
Khuya rồi, con đi về nha ngoại. Hôm khác còn lại ghé ăn nghe. Bay đi về cẩn thận. Nào rảnh ghé bà, kể chuyện tiếp cho nghe. Dạ, tôi ngoại con đi. Sợ quá, sợ quá. Ơi, đi mẹ ấn nhầm rồi. Thề đăng. Đấy. Nói chung là game Việt Nam như này là quá hay rồi. Đấy. Đây là tên những người đã làm được ra cái lập này, làm game này, dịch này. Xong rồi lồng tiếng này. Đấy. Nhưng mà game rất là hay. Cảm ơn các anh chị đã lập làm được một cái game rất là tuyệt vời. Đoán cái này là cũng top 10 bây giờ đấy. Yes sir.